Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Giờ Cách Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Tôi là Ngọc Quý và trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng gặp lại anh Hoàng Công Bình là chuyên viên môi giới đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng và mời quý vị cùng theo dõi phần bình luận chuyên sâu về phiên giao dịch ngày 24 tháng 3 tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Chào mừng anh Bình quay trở lại với chương trình Giờ Cách Sổ ạ. Thưa anh, có như phần đầu chương trình chúng ta đã đề cập về việc là VN-Index đã luôn xoay quanh ngưỡng là 570-580 điểm trong suốt những phiên gần đây. Vậy thì theo anh, đâu là nguyên nhân khiến chỉ số VN-Index là luôn gặp khó và không thể vượt được ngưỡng 580 điểm như là kỳ vọng ? Có thể nói là một số cái nguyên nhân như là vừa rồi cái quỹ ETF nó có review vào hồi trung tuần tháng 3 vừa qua. Thì theo như thống kê thì đây là có lẽ một phần nguyên nhân là khiến cho cái thị trường nó không thể bứt phá được. Và theo thống kê thì thị trường nó không tăng mạnh trong cái tồn cơ cấu danh mục ETF. Cái thứ hai thì vào cái thời điểm này năm ngoái thì cái nhóm ngân hàng là động lực chính để nó thúc đẩy thị trường tăng. Thì đầu năm nay thì là cái nhóm cổ phiếu dầu khí. Thì vậy đến lúc này vào thời điểm này thì chưa có một cái nhóm nào mà gọi là nhóm cổ phiếu nào mang tính chất dẫn dắt thị trường. Đó, khiến cho thị trường nó luôn ở trạng thái lình xình. Cái thứ ba thì người đó cái nhóm mà có cái sức hút mạnh như là nhóm cổ phiếu bất động sản và ngân hàng hiện nay giao dịch cũng khá là ảm đạm. Chỉ có một nhóm là đầu ngành thì nó mang tính dẫn dắt thôi, nhưng mà nó không đủ lực. Cho nên là có khả năng là hai nhóm này nó lo ngại vì do vấn đề mà siết cho vay bất động sản làm cái tăng trưởng tín dụng của nó kém vào đầu năm, cho nên là nó chậm chạp. Cái thứ ba là ngoài cái câu chuyện nữa là nới room thì vừa rồi là có một số cổ phiếu cũng có nới room nhưng mà nó cái sức nới room của nó không có đủ hấp dẫn để mà nó chưa tạo được cái ảnh hưởng lan tỏa thị trường. Vậy thì theo quan điểm cá nhân anh thì đâu sẽ là động lực để có thể giúp cho VN-Index vượt được ngưỡng 580 ? Mặc dù là giao dịch của VN-Index vừa rồi là khá là chật vật, nhưng mà trong thời gian tới thì không phải là không có cơ sở để có thể là chinh phục 580. Thì về cái yếu tố đầu tiên đến là từ cái dòng tiền, thì mặc dù là Việt Nam Index là đang là gặp khó khăn với vùng kháng cự mạnh, nhưng mà theo vừa rồi là thị trường của San Jose nó luôn luôn duy trì ở mức độ là 130 triệu đơn vị trở lên, thì đó là yếu tố là thấy dòng tiền nó đang khá ổn định. Cái thứ hai, thời gian gần đây là cái khối ngoại cũng vẫn sẵn sàng trong tham gia thị trường mua ròng. Và cái quỹ vừa rồi, cái quỹ ETF đã review xong để làm cho cái góp giúp cho cái thị trường mình nó là giảm bớt cái tính thận trọng hơn. Cái thứ yếu tố nữa là cái hoạt động nới room của các doanh nghiệp, khi mà sắp tới đây là có qua quý 2 thì các doanh nghiệp có cái chương trình đại hội cổ đông thì sẽ có cái nhiều doanh nghiệp sẽ có trình hội đồng tăng room, thì cái này nó sẽ cũng là không ít doanh nghiệp sẽ nới room làm thị trường có thể là nước ngoài rót vốn và thấy tiếp tục. Và cái cuối cùng nữa là hiện tại là kết quả kinh doanh của quý 1 hiện nay của các doanh nghiệp cũng có khả năng rõ rỉ, và đây là một cái yếu tố là hỗ trợ cho đà tăng điểm của thị trường. Và nhất là trong cái bối cảnh này, nhiều nhóm cổ phiếu hiện ở ngành như là cao su, dầu khí, như là ngành thép được dự báo là có kết quả là khả quan hơn so với giai đoạn trước đó. Vừa rồi anh có đề cập đến một cái nhóm cổ phiếu mà cũng gây khiến nhiều người quan tâm, đó là nhóm cổ phiếu của ngành cao su. Vậy thì anh đánh giá như thế nào về nhóm cổ phiếu này? Bởi vì có nhiều nhận định được đưa ra trong giai đoạn vừa qua là giá cao su có thể phục hồi trong năm 2016 này. Thì anh đánh giá như thế nào về quan điểm này, cũng như là anh có lời khuyên nào dành cho nhà đầu tư, những người là quan tâm đến nhóm cổ phiếu của ngành cao su ? Về cái nhóm ngành cao su thì hiện tại thì vẫn cần cái thời gian để mà mình xác nhận được cái mức độ phục hồi của cái giá cao su. Nhưng tuy nhiên về cơ bản thì cái ngành cao su của mình đó, thì nó đã dần thoát khỏi cái bức tranh cái ảm đạm của năm 2015, cuối năm 2015 vừa qua, nhờ là cái dư cung của nó giảm dần. Thì theo như thông tin của tôi thì được biết thì ở đầu tháng 2 năm 2016 thì có ba cái nước mà sản xuất cao su là chủ lực như là Thái Lan, Indonesia và Malaysia thì đã đạt được cũng có thỏa thuận là cắt giảm 615.000 tấn. Nó chiếm khoảng 6% tổng lượng cung toàn cầu, là cắt giảm số lượng đó. Thứ hai là ngoài ra là do cái thời tiết khí hậu vừa rồi cái năm nay là nó có hiệu ứng El Nino cũng như là La Nina,
chính vì cái khí hậu này làm cho cái phần nào làm cho cái sản lượng của cao su mủ nó sẽ giảm, và cùng với đó là giá dầu thô có phần tăng trở lại, tác động đến đà phục hồi của giá cao su trong những ngày qua. Thì theo tôi, để muốn nhà đầu tư mà muốn đầu tư vào cổ phiếu cao su với cái mục tiêu để hưởng tức thì nhà đầu tư thì nên chọn mua khi mà cái giá nó giảm, và cái chỉ số P/B của ở cái mức thấp so với cái lịch sử của cổ phiếu, hơn là mình mua đổi cái cổ phiếu, mua đổi trong những cái phiên tích cực thì nó rơi vào mình sẽ mua giá cao thì nó bất lợi cho mình. Và cũng liên quan đến một cái cổ phiếu lúc nãy anh có đề cập, đó là cổ phiếu của ngành thép. Có thể nói là thị trường thép trong những ngày gần đây đã đối mặt với tình trạng loạn giá đến mức chóng mặt, bởi vì sau khi mà Bộ Công Thương công bố áp thuế tự vệ đối với các sản phẩm nhập khẩu phôi thép và cũng như là thép dài. Vậy thì theo anh thì những cái thông tin này nó sẽ có tác động như thế nào đối với cổ phiếu ngành thép ở trên thị trường ạ? Về cái thông tin ngành thép là vừa rồi cái Bộ Công Thương có ra cái áp thuế tự vệ tạm thời để mà cho cái sản phẩm nhập khẩu phôi thép. Cái này là theo về tầm vĩ mô thì đó là nhà nước muốn ổn định trong về ngành mũi nhọn trong ngành thép. Tuy nhiên vừa rồi thì tôi thấy một số trước đó là cách đây một tuần thì thông tin nó rò rỉ. Yeah. Thì chính vì thông tin mà nó dạng ở dưới dạng tin đồn cho nên là cách đây một tuần thì cái nguyên cái nhóm thành thép nó một số cổ phiếu tăng là phi mã, ví dụ đại diện như một số như là thép Tiến Lên, thì tính từ đầu tháng 3 cho đến bây giờ thép Tiến Lên nó đã tăng đến 80%, Vis thì là Việt Ý nó tăng đến khoảng 38%, thép Bolina cổ phiếu tăng đến 32%, thép ống Việt Đức thì cũng tăng là 17%. Riêng tập đoàn Hòa Phát thì từ đầu tháng 3 đến giờ nó cũng tăng được 14%. Thì về theo cái thông tin mà áp thuế để mà tự vệ tạm thời vậy, theo tôi đánh giá thì cũng như theo thông tin tìm hiểu thì thấy là mang tính chất tạm thời thôi, và các doanh nghiệp mà nhập khẩu cũng như là các doanh nghiệp tiêu thụ thép trên thị trường ấy, người ta có cái kiềm giá để mà mang tính chất tạm thời để mà mong được bán được giá cao hơn đó. Thì với cái theo dõi thị trường như vậy thì các cổ phiếu ngành thép nó cũng sẽ tăng trưởng theo, tuy nhiên là vừa rồi nó đã tăng nhiều, nó đã tạo một cái mức bằng giá mới, và vừa rồi thì ba hôm vừa rồi nó có đã điều chỉnh nhẹ. Thì với cái cách nhìn của tôi và theo dõi của tôi thì nhà đầu tư nên thận trọng, và khả năng thị trường đã đang tạo một mức bằng giá mới và phải có một thời gian tích lũy nữa. Thì nhà đầu tư sau thời gian tích lũy, nhà đầu tư có thể mua thêm, và theo được đánh giá một số ngành thép sắp tới là nó sẽ có tăng trưởng, và cũng như cái doanh nghiệp này nó làm ăn có lời, dĩ nhiên là cổ phiếu nó cũng sẽ ảnh hưởng và tăng theo. Dạ, xin được cảm ơn những ý kiến của anh ạ. Kính thưa quý vị, vừa rồi những ý kiến đánh giá chuyên sâu của anh Hoàng Công Bình về thị trường chứng khoán Việt Nam vào ngày 24 tháng 3 cũng như là những nhận định rất khách quan của anh. Hy vọng là quý nhà đầu tư sẽ có những quyết định sáng suốt trong những phiên tiếp theo. Chúng tôi một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.